Hello chào các bạn nhé. Bữa nay mình trả khoảng 6 đơn này nha. 6 đơn 740k bao ship nha. Đây là đơn mình cắt lỗ nha. IC 250W mới, động cơ 250W mới. Có hàng Nhật cũ nhưng mà còn cực nét luôn. Đầu ra tối đa nha. Mình lắp sẵn cái biến trở nè. 220 vòng. Được kéo rất là khỏe nha. Hắn có kể chế xe ra đạp điện nè. Chế tời nhưng mà các bạn giảm tốc thêm lần nữa nha. Giống như những cái clip mình hay làm, mình hướng dẫn có một cái cụm tời á. Cái này đưa vào cái nhông nhỏ nha, xong rồi qua cái nhông lớn nữa là ok. Cấp 24V là xài. Chú ý nha, mình luôn dán cái nhãn này 24V, chú ý đỏ là cộng, đen là trừ. Tại vì khi cấp ngược á, nó sẽ bị cháy IC đó. Nhưng mà cơ bản thì có đỏ đen rồi sẽ rất là khó ngược nha. Đỏ thì luôn luôn phải là cộng. IC 250W đủ tải 24V, hàng mới chưa xài. Mình lắp luôn cái biến trở nha. Khách nào có tay ga thì về đấu vào tay ga, cứ theo màu là đấu nha, đỏ đen. Còn xanh á, có thể nó là xanh đậm, nhưng mà cứ đỏ với đen theo màu là ok. 740k mình cắt lỗ cái đơn này nha, cái lô hàng này. Hiện tại á, thì IC mình đang không đủ giao, nhưng mà mình vẫn tiếp tục nhận. Tại vì mình đặt cách đây khoảng 3 ngày trước, mình đặt 10 cái IC nữa. Và khả năng hôm nay mình sẽ đặt nhồi thêm khoảng 20 cái nữa, để về mình xả cắt lỗ hết cái đống motor bên kia nha. 250W nha các bạn. Không quá nhỏ cũng không quá lớn, phù hợp rất là nhiều ứng dụng. Xe đạp điện, xe điện, trợ lực điện nha. Xe đạp trợ lực điện con này rất là ngon nha. Cái này các bạn lắp vào cái clip nhỏ rồi các bạn kéo qua cái nhông lớn hơn, trợ lực xe đạp điện. Còn cái này mình đang có một đơn 4 bộ làm bộ điều khiển từ xa, có cái chế độ quay tại chỗ các bạn, quay tại chỗ nha. Cái đó thì trên mạng rất là nhiều nha, nhưng mà làm nó cũng đơn giản các bạn. Mình đang coi đặt cái module điều khiển từ xa đó. Cái bộ đó nếu mà về mình ráp á, thì mình cũng sẽ giới thiệu tới những khách khác nữa nha, chứ không chỉ giao cho khách đó không. Cho nên cái bộ 250W này các bạn, giá rất là tối ưu. Tiền ship gần, nếu mà đi Hà Nội khoảng 70 nha, 70. Nhưng mà mình bao ship luôn, coi như cái bộ này nữa, mình thu về 680k ha, không tới 660k ha. Đó. Ok, cắt lỗ nha các bạn. Cắt lỗ nhưng mà test nè các bạn nè. Chăm test hết nha. Chăm đấu dây sẵn. Đó, về khách chỉ xài thôi. Con này hàng Made in Japan nha. Hàng cũ nhưng mà còn xài rất là tốt nha. Mình test để coi là nó chạy có êm không, ngon không. Hôm qua có một con nó bị hơi cứng cái hộp số, do chắc lâu rồi nhớt nó bị khô á. Con đó tạm thời mình bỏ qua. Cái đơn 4 con của anh khách ở Thái Nguyên nha, đơn đó thì mình để lại một con. Ok, khách nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Đặt gấp cái lô này. Thì mình đang cắt lỗ cái lô này các bạn. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ nha.